tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một chiếc AB Thái nha, AB Lắp Thái nha. Mình báo giá cho anh em luôn là chiếc này là 60 nha, 60X. Mình sẽ quay cho anh em xem, xe chưa dặm tốt, chưa có gì gọi là làm được máy nồi nha nha. Giờ đến coi coi cái bộ xe cho anh em xem ha. Anh em mà chơi AB thì chắc anh em cũng quay biết ha. Đây tôi quay cho anh em xem ha. Anh em ha. Ok nha. Rồi. Bên trong cho anh em xem nè. Xe sẽ nổ máy nha anh em. Tôi sẽ cho anh em nghe. Tôi cho anh em nghe cái chung là mình sẽ quay đơn cơ đơn giản và nhanh nhất cho anh em. Mình sẽ quay một vòng cho anh em xem. Báo giá là xe là 60X anh em nha. Xe máy móc sạch sẽ, kim rít. Đó. Rồi. Số tên anh em luôn nha anh em. Rồi. Em thấy không? Đảo còn rất là đẹp đấy. Chưa có dấu hiệu là tốt nha. Này xem Thái đây ha. Tôi chạy là 7.317 cây. Đây em thấy nha nè, đồ mũ nó rơi nha, nó rung rơi nè. Các bạn xe kêu nha, đó em thấy nha nè nha. Ok vậy nha. Rồi giờ mình sẽ nẹp sơ cho anh em nghe cái tiếng máy của nó nha. Em mình sẽ để số điện thoại bên dưới để anh em có nhu cầu và liên hệ với số điện thoại đó ha. Xe em rất to anh em gãy không ạ. Rồi 60X anh em. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình. Chủ yếu mình chỉ quay ngắn lên anh em xem và báo giá cho anh em biết chiếc AB màu đỏ của AB Thái ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em nhớ đăng ký để cập nhật những video mới cho mình nha. Rồi, ok, các bạn chào anh em.